Chiều ngày 17 tháng 10, tại xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh tổ chức tọa đàm liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm khoai mì. Buổi tọa đàm là nơi trao đổi ý kiến giữa người canh tác cây mì với đại diện nhà máy thu mua chế biến khoai mì trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện dự án xây dựng mô hình nhân giống mì mới gắn với nhà máy tiêu thụ tại Tây Ninh nhằm nhân nhanh giống mì kháng bệnh với diện tích 30 hectare trong đó có 10 hecta trồng mì giống tại xã Hòa Hội, huyện Châu Thành. Trung tâm khuyến nông đã tổ chức hai lớp tập huấn kỹ thuật cho 60 nông dân tham gia mô hình. Ba lớp tập huấn nhân rộng mô hình cho 120 nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành tham dự. Buổi tọa đàm với sự trao đổi trực tiếp giữa các bên, tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, giữa nông dân với nông dân, tạo chuỗi sản xuất, tiêu thụ chế biến bền vững lâu dài.